Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2019 và bây giờ cũng là 11 rưỡi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày em giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Tab E. Đây. Con này là Tab E này. Và mà hôm nay thì mình vừa mới lượm được ngày hôm nay xong. Con này thì có một cái ốp nhé. Hình thức cũng là ok các bạn. Đây là chỉ bẩn bẩn thôi, mình chửa lau, chửa vệ sinh qua. Đây thì có dán màn hình nhé. Đây thì có dán ni lông, màn hình đều đã dán ni lông sẵn đây nhé. Các bạn nào muốn về muốn đẹp thì các bạn dán thêm cái ni lông trên màn hình nhé. Còn tại đây màn hình con này là nó là 9,6 inch đấy. 9,6 hay sao, rất là to nhé các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Tab E này, các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Và con này thì hôm nay mình vừa mới lượm lại của khách thì cái khay sim của nó thì hơi khó lắp một chút nhé. Cái khay sim của nó thì nó hơi khó lắp một chút, thì các bạn nào muốn lắp sim ấy, các bạn về lắp sim ấy thì các bạn đẩy sim vào được, nhưng mà các bạn phải chêm thêm một cái tăm vào nữa ở đây nhé. Thì hôm nay mình vừa mua lại của khách thì con này thì cũng chẳng là khách thì vẫn lắp được sim, nhưng mà gọi là các bạn phải nó chêm tăm ở đây không để không bật sim ra các bạn nhé. Các bạn lắp sim thì vẫn là lắp ok, nhưng các bạn phải là chêm thêm một cái tăm vào nhé, để cho cái sim nó đỡ bật ra ngoài nhé. Tại vì chắc cái này nó kiểu người ta ấn nhiều, nó cái lo xo thụt nó không có ấy. Là cái lo sụt thì có, nhưng mà khớp khập vào thì nó không có, thì các bạn phải chêm thêm một cái tăm vào để lắp sim nhé. Đây thì mình cũng tả trước tình trạng thì không lúc các bạn lại nhận được và sau đó không lắp được sim. Đây. Và con Tab E này thì bên mình đang thanh lý với tình trạng là hơi khó lắp sim một chút, thì các bạn phải chêm thêm một cái tăm vào. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.600.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Tab E này nhé, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Con này là máy zin nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy. Máy màu trắng các bạn nhé. Và có thể tặng kèm, mình sẽ tặng kèm các bạn một cái ốp như này nhé. Nhà các bạn nào mà có ông bà bố mẹ hoặc là có trẻ nhỏ ấy, thì các bạn có thể là mua về cho trẻ nhỏ xem phim, hoặc là cho bố mẹ ông bà xem phim, hoặc là các bạn có thể là xem phim hoặc cho con nhỏ vừa ăn vừa chơi game vừa xem phim, rất là tuyệt vời nhé. Và bên mình thanh lý với giá là 1.600.000 nhé. Con này. Và hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Các bạn nào mà đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình thì các bạn có thể chọn hình thức là nhận hàng và thanh toán. Nhưng hình thức nhận hàng và thanh toán nhé. Hình thức nhận hàng thanh toán thì các bạn phải cọc phí ship cho mình nhé, 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đây. Và số điện thoại liên hệ bên mình thì có hai số, một là 0966221789. Số này thì mình sẽ dùng Zalo luôn các bạn nhé. Và số thứ hai là 0833221789. Các bạn gọi số 1 không được thì các bạn thể liên hệ số 2 giúp mình nhé. Bạn nói tới sản phẩm Samsung Tab E sớm nhất nhé. Rất là ok nhé. Mình sẽ bỏ tạm thời ra đây nhé. Đây có một cái ốp này. Cũng xấu rồi. Đứt rồi, mình sẽ thanh lý cho các bạn luôn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn chiếc Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được 3 chiếc màu gold cho các bạn nhé. Hình thức là máy đẹp 97-98% nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro đấy, các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Đây. Hình thức màu gold rất là đẹp. Đây. Những cái này mình còn chưa vệ sinh qua. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro nhé, thì các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Đây. Cấu hình của Samsung Z7 Pro, cấu hình của này RAM 3GB. Bộ nhớ là 32GB. Và sản phẩm này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A5 2017. Thì hôm nay mình về tiếp tục được hai cây màu đen các bạn nhé. Và sản phẩm Samsung A5 2017, thì hai con này là bản máy xách tay của Hàn Quốc nhé. Nhưng mà mình đã lên sẵn hai sim cho các bạn đấy nhé, nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng nhé. Máy màu đen rất là đẹp, bóng đấy, máy zin nguyên bản các bạn. Và nó thì sản phẩm Samsung A5 2017 này nhé, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhá.
cấu hình con này RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con này được cái chân sạc là cổng Type-C nhé. Đây, cổng Type-C rất là thích nhé. Bạn nào nói chung là màu đen bóng các bạn nhìn rất đẹp các bạn, rất là đẹp. Con này thì bên mình đã thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng nhé. Đây, nói chung là Samsung thì các bạn đã dùng đã biết rồi. Rất là phê, rất là sướng nhé. Đây. Và sản phẩm tiếp theo của tuần này giới thiệu các bạn là chiếc A6. A6 2018 này nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.400.000 nhé. Hình thức là máy đẹp 99 luôn các bạn nhé. Con máy này là của Hàn Quốc nhé. Con này là bản KT bản Hàn Quốc nhé. Con này thì đang là một sim nhé. Các bạn nào muốn dùng hai sim thì các bạn về có thể tự nâng lên hai sim được các bạn nhé. Đây, con này là bản một sim nhé, bản Hàn Quốc một sim nhé. Mình chưa nâng hai sim con này nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A6 2018 ấy, còn nhiều bạn là đang thích sản phẩm Samsung A8 2018 ấy thì mình cũng đang đặt hàng rồi, chắc là tầm 2 hôm nữa là mình có sản phẩm Samsung A8 2018 nhé. Các bạn nào thích thì các bạn chờ những video clip của mình giới thiệu tiếp theo nhé. Này, con này A6 nó cũng dùng rất thích, rất là ok nhé. Đây và đây là sản phẩm Samsung A6 2018, nhưng con này là bản ấy nhé, con này là bản của Việt Nam nhé, con này là bản Việt Nam 2 sim các bạn nhé. Máy hình thức con này là đẹp 95%. Và con A6 2018 này thì bên mình đã thanh lý với giá là 2.300.000 các bạn nhé. Con này là màu mận chín nhé, hình thức cũng đẹp 95% nhé. Bên mình đã thanh lý với giá là 2.300.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A6 2018 bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Đấy, máy rất là đẹp ạ. Máy màu mận chín rất đẹp nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung E5. E5 đấy ạ. Và con này Samsung E5. E5 thì hình thức con này là máy Samsung E5 này. Con này hình thức là rất đẹp nhé, nói chung là dùng lâu rồi mà người ta dùng bóng lắm, cái vỏ nó bóng lắm. Con này phải đẹp 90% nhé. Còn Samsung E5 này thì con này là bản 2 sim nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung E5 này nhé, các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình sớm nhất nhé. Con này là rất là hiếm nhé, cực kỳ là hiếm nhé. Nói chung là một con máy mà đẹp như này rất là khó nhé. Mật khẩu thì mình đấy, mở rồi. Nói chung là sản phẩm E5 thì bây giờ cũng bây giờ tìm được con này cũng hiếm lắm. Bạn nào thích sản phẩm Samsung E5 này các bạn nhanh hàng mình sớm nhất nhé. Này, máy màu trắng rất đẹp nhé. Bên mình thì giá 1 triệu đồng nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung J7+. Hình thức con này đẹp 97% nhé các bạn nhé. Và sản phẩm Samsung J7+ này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.800.000 các bạn nhé. Samsung J7+ được cái 2 camera. Đây, máy màu gold rất đẹp các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7+ này nhé, các bạn nên đặt hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.800.000 các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối này giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A1K. A1K thì con này là cấu hình, con này là RAM. Con này là A1K này. Cấu hình con này RAM 2GB, bộ nhớ là 32GB. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A1K này các bạn nên đặt hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.200.000 các bạn nhé. Đây, hôm nay mình vừa về con này xong. Rất là nhiều sản phẩm cho anh em lựa chọn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối hôm nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 4S. 4S thì nhà mình còn 3 chiếc. Và sản phẩm iPhone 4S ấy, thì bên mình đang thanh lý với giá là 600.000. Đây nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 4S thì bạn hãy đặt hàng mình được sớm nhất nhá. Bên mình thanh lý với giá là 600.000 nhá. Và bên mình hình thức bên mình thì có ship 3 miền. Và bên mình thì có bản máy ra thì tất cả các máy ấy thì nhà mình có lỗi được 1 tuần và bảo hành 6 tháng. Hoặc là các bạn và tất cả thông tin địa chỉ cửa hàng nhà mình thì mình sẽ comment luôn tại phần mô tả của video. Các bạn có ví dụ các bạn mà trong trường hợp của các bạn sử dụng máy, trong quá trình sử dụng máy mà lỗi
trường hợp mà máy bị các bạn mình bảo cho các bạn ấy mà máy bị lỗi ấy, thì các bạn có thể là lên kênh YouTube của mình, search kênh YouTube của mình, thì các bạn có thể là một là các bạn gọi điện cho mình, hai là các bạn có thể lên kênh YouTube của mình và các bạn kéo xuống phần mô tả video có địa chỉ cửa hàng nhà mình dưới đấy, thì các bạn có thể là gửi máy về cho mình, gửi máy về cho mình và ghi rõ tình trạng máy thì mình sẽ bảo hành cho các bạn là đến mức sớm nhất các bạn nhé, nên các bạn yên tâm về chế độ bảo hành bên mình nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5 thường, à 5S sorry các bạn nhé, iPhone 5S. Hình thức con này thì bị xước phí mặt sau là thôi, và con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 1.400.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5S này nhé, các bạn nên thể hàng mình sớm nhất nhé. Con này là máy màu trắng nhé, bên mình đã thanh lý với giá là 1.400.000 các bạn nhé. Con này thì vân thân vân tay đầy đủ các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6S. iPhone 6S thì hôm nay mình vừa về chiếc con màu hồng này các bạn nhé. Con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 2.800.000 các bạn nhé. Hình thức con này là đẹp mà phải đến 97% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S này nhé, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 2.800.000 các bạn nhé. Màu hồng rất đẹp nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Xiaomi Redmi 5 Pro. Do con này là Redmi Note 5 Pro. Note 5 Pro thì hôm nay mình vừa về ngày hôm nay xong. Con này là máy màu gold rất là đẹp nhé. Con này là cấu hình, con này là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Và con Xiaomi Redmi 5 Pro này thì bên mình đã thanh lý với giá là 2.500.000 các bạn nhé. Bạn nào đã dùng sản phẩm Xiaomi thì các bạn đã biết rồi, rất là sường, rất là phê nhé. Xiaomi thì cũng rất là tuyệt vời nha các bạn nhé. Đây. Nói chung là bản 64GB thì các bạn thao lưu chữ, không phải lo, yên tâm về bộ nhớ nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn chiếc Sony Xperia thì bên mình đang thì với giá là hơn 1.000.000 đồng. Con này là máy màu hồng các bạn nhé. Đây, con này thì bên mình đang thì với giá là hơn 1.000.000 đồng, nhà mình thì còn một cây cuối cùng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì các bạn nên tới hàng của mình sớm nhất nhé. Đây. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung, con này là Samsung A30 thì hôm nay mình vừa về ngày hôm sau. Hình thức con này là đẹp mà phải đến 97-98% các bạn nhé. Máy màu xanh rất là đẹp nha các bạn nhé. Con này là A30 và cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB nhé. Đấy, nói chung là màn hình A30 rất là đẹp các bạn. Đấy. Đây các bạn nhìn màn hình. Quá là nét sắc sét nha. Mình test thử qua cái phần loa cho các bạn xem nhé. Con này còn bảo hành đến cuối tháng 3 2020 các bạn nhé. Sang đầu tháng 4 đấy, nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng, còn bảo hành chính hãng yên tâm sử dụng nhé. Mình sẽ test sơ qua về cái loa Samsung A30 cho các bạn xem. Nói chung là màn hình con này nó đẹp thôi các bạn, nó đẹp kinh khủng luôn. Mình sẽ cập nhật ứng dụng pin yếu nó cho nghe. Đây các bạn nhìn chưa? YouTube thì bây giờ nó rất là quảng cáo. Quảng cáo chút này. Chưa nghe được cái nhạc. Đây các bạn nghe. Âm thanh rất hay. Đó. Nói chung là nó có hiện quái gì không? Rồi. Các bạn nhìn màn hình Samsung vậy. Đấy. Từ độ nghiêng rất là đẹp luôn. Không bao giờ bị mờ nhé. Nói chung là màn hình Samsung thì rất là tuyệt vời các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A30 này các bạn nhanh tay hàng mình được sớm nhất nhé. Thì con này thì là mình sẽ là đây.
Và cái bộ nhớ này là để mình sẽ xuất qua phần bộ nhớ của nó nhé, bộ nhớ lưu trữ và RAM đấy các bạn nhé. Đây con này là bộ nhớ 64 và RAM 4GB các bạn nhé, RAM 4 bộ nhớ 64 các bạn nhé. Và con này mình đang thanh lý với giá là 4 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A30 này nhé, các bạn nhanh đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Và đây cũng là sản phẩm cuối cùng của bên mình rồi nhé. Và buổi tối ngày nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ ấy, mình giới thiệu và thanh lý các bạn. Thì các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ là hoan hỉ chia sẻ video mọi người thân. Biết đâu mọi người thân lại thích sản phẩm điện thoại cũ là bên mình ấy, thì các bạn có thể là mua ủng hộ mình một chiếc điện thoại bên mình nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc là các bạn đang xem video của mình ấy, có một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.